Linh Chi siêu đẹp luôn mọi người ơi. Đời của nó đây nha. Khung nhôm phủ carbon nguyên bản hết nha mọi người, còn rất là mới luôn. Mọi người nhìn cái tay lắc của nó nè, như mới luôn. Đây lắc là như mới luôn á. Hàng xài rồi nha mọi người, còn mới là 90%. Có vài chỗ nó hơi xước xước rồi, tại mình vận chuyển xa lắm nha mọi người. Vận chuyển sắp tay từ bên Nhật về nên là nó sẽ có một vài chỗ nó hơi xước xước, nhưng mà cực kỳ đẹp luôn nha. Giá là rẻ bằng một nửa xe mới thôi. Tại vì một mình quay nên là em sẽ không có test ra cái chuyển động cho mọi người được, nhưng mà bao là chuyển động là rất là êm nha. Đây Shimano 105 10 lít. 10 lít nha mọi người. 2 đĩa 10 lít. Đây, má vạch đây. Má vạch đây nha mọi người. Có giấy tờ nha. Xe này em có giấy tờ luôn. Chút xíu nữa cuối video em sẽ quay giấy tờ cho mọi người xem nha. Bên chi thì mọi người biết rồi, giá nó rất là cao nha mọi người. Mình đam mê thì mình mua thôi. Xe này thì nó nguyên bản từ A tới Z luôn. Xe này hàng xách tay chứ không phải là hàng bãi, nên là lúc sân nó đẹp lắm. Mới lắm. Mua rẻ được một nửa luôn mọi người. Có một con thôi nha. Một con này thôi. Túi bên chi rất là đẹp nha. Túi bên chi còn rất là đẹp mà rất là mới luôn. Bên chi luôn nè. Cái khóa thì em đang hỏi bên Nhật á, cho là em không có biết cái mã, nhưng mà nếu em không mở được thì mình bỏ cái khóa này nha mọi người. Mình dùng khóa khác. Mà nếu em hỏi được thì em sẽ cho mọi người mã số ở đây là mình có được cái khóa Nhật nữa nha. Là giấy tờ rồi đầy đủ hết. Số khung còn sai của nó đây nè. Đó, cái số khung đây nè mọi người. Quay dưới này nè, cái số khung nè. Đó mọi người thấy không? Giờ này em quay nó bị ngược mất tiêu rồi. Đó, cái số này là cái số khung nè. Cái số khung này thì nó sẽ hiển thị ở trên cái giấy này nha. Giấy này nó hiển thị trên cái giấy này nha. Giấy tờ đầy đủ mà còn rất là mới luôn. Bên chi quá đẹp. Địa chỉ của em đây nha.
20 ship toàn quốc cho mọi người nha. Hàng là em xách tay từ bên Nhật về nguyên chiếc nha mọi người. Xách tay từng chiếc luôn á. Em lựa dữ lắm á. Nó mới đẹp vậy. À em vừa cân là con này nó chưa tới 9 kg đâu nha mọi người. Em cân nó còn cái bidan với lại còn cái khóa này luôn á, nó hơi nặng. Nên là tính ra là nó chưa tới 9 kg đâu. Cân bằng cái cân chuyên dụng nha mọi người.